Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nhắc đến Toyota Camry, nhất là những chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE là cái phiên bản nhập Mỹ đấy. Từ sau thông tư 20 năm 2011 thì nó đã vắng bóng trên thị trường Việt Nam này rồi. Để tìm lại trên thị trường Việt Nam thì còn rất ít những chiếc xe Toyota Camry, nhất là những chiếc xe phiên bản LE và là cái phiên bản sản xuất năm 2011 ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được. Hôm trước chúng tôi mua về, chúng tôi đã quay phát trực tiếp lên cho quý vị và các bạn xem rồi đấy ạ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ làm video chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây chính là chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE, chiếc xe được sản xuất tại Mỹ và sản xuất năm 2011, đăng ký năm 2011 ạ, tên tư nhân, biển Hà Nội, và đã lăn bánh mới chỉ có hơn 3 vạn, chính xác là 3 vạn 7 mai rồi ạ. 3 vạn 7 mai thì nó tương đương với 6 vạn km rồi, thưa với quý vị bạn. Đây là cái phiên bản đủ cho nên nó có cả cửa nóc, la răng đúc. Đấy, đây là cái phiên bản đầy đủ rồi và sản xuất năm 2011 đấy, thưa với quý vị bạn ạ. Rất hiếm trên thị trường Việt Nam và đặc biệt chiếc xe này nó lại rất là đẹp, rất là mới. Sau đây thì tôi mời quý vị các bạn xem chi tiết về chiếc xe này. Quý vị các bạn hãy xem về cái phần nội thất của chiếc xe đây ạ. Đây là cái phần nội thất, nhất là những cái phần nhựa. Quý vị các bạn xem đây ạ. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Nếu như một chi vài chi tiết nào đó thì quý vị các bạn nghĩ là anh em thợ làm lên thì nó mới được như này. Nhưng thưa với quý vị, nó còn đẹp nguyên bản ạ, và đẹp tất cả, đẹp đều ạ, chỗ nào nó cũng đẹp như thế này đây ạ. Và xe cũng đã được trang bị tất cả lên là nội thất da, la răng đúc, cửa nóc. Và ở cái phiên bản Camry LE nhập Mỹ, ghế đã là ghế chỉnh điện rồi ạ. Và thưa với quý vị bạn đây ạ, bước vào cái bậc cửa, quý vị bạn nhìn thấy nó đã mới rồi ạ. Phần nhựa của bậc cửa này, phần nhựa của phần ghế này đều mới hết luôn ạ. Rất mới luôn đấy ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh có 3 vạn 7 mai thôi ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, cụ thể là sản xuất tháng 3 năm 2011 và được sản xuất tại Mỹ ạ. Nó khác với phiên bản Việt Nam mình ạ. Việt Nam mình thì cái thời điểm 2011 thì có 2.4G hoặc 3.5Q. Mỹ thì có phiên bản LE và SE, XLE đấy ạ. Đây là cái phiên bản LE. Và thưa với quý vị bạn, đây là cái tem của chủ xe đã bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng luôn ạ. Cho nên quý vị và bạn có thể check tại hãng luôn chiếc xe này ạ. Thông tin đầy đủ đều có ở Toyota mà chủ xe chăm sóc bảo dưỡng định kỳ tại hãng đấy ạ. Quý vị và bạn có thể yên tâm về chất lượng chiếc xe này ạ. Rất là đẹp, đây là cái vô lăng nguyên bản của xe đây. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét chuẩn là 3 vạn 7 km rồi, thưa với quý vị và bạn ạ. Đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là không tua, còn nguyên bản hết đấy ạ. Nguyên bản hết luôn, từ cái đầu CD. Tất cả về cái phần nội thất này còn rất mới. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc và tất cả các thứ còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái. Phần nhựa này, phần da của táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn. Bước vào những cái bậc cửa này cũng còn rất là mới. Cái phần nhựa bậc cửa đây ạ, phải giữ gìn thì là cái phần nhựa nó mới được đẹp như thế này ạ. Tại vì là nếu như sử dụng nhiều thì là nó sẽ xước sát hết những cái phần nhựa này. Mà cái phần nhựa này thì không bao giờ làm được, thưa với quý vị và các bạn nhé. Sơn chỉ sơn về cái phần vỏ bên ngoài thôi, còn những cái phần nhựa này thì không bao giờ làm lại được ạ. Phần ghế da này cũng có thể làm lại được, nhưng cái phần nhựa thì không. Phần nhựa thì không bao giờ làm lại được đâu, thưa với quý vị và bạn ạ. Đây là cái phần cửa nóc, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái cửa nóc của chiếc xe này. Cửa nóc còn hoạt động rất là tốt ạ. Và cái phiên bản đủ nó mới có cửa nóc ạ. Phiên bản thiếu thì không có cửa nóc đâu. Nếu như quý vị và các bạn nào mà yêu thích những chiếc xe này ấy, thì là thường là tìm hiểu rất là kỹ về option, thì gần như là khách quan tâm đến những chiếc xe này thì gần như chúng tôi không phải giới thiệu gì nhiều, mà quý vị và các bạn có khi còn tìm hiểu và biết nhiều hơn chúng tôi đấy ạ. Đây là cái đầu cũng là nguyên bản ạ, đầu CD. Nguyên bản của nhà sản xuất là đầu CD thôi ạ. Và điều hòa thì tự động hai vùng.
vô lăng cũng nguyên bản đấy ạ. Nhiều chiếc xe mà vô lăng đã được khâu ra thì là đã được chủ xe khâu thêm nhá, chứ còn vô lăng nguyên bản nó chỉ có vậy thôi. Và cái phiên bản Toyota Camry Mỹ thì là đã có 9 túi khí rồi đấy ạ. Đây là cái những cái túi khí của nhà sản xuất đã sản xuất trang bị cho chiếc Toyota Camry LE phiên bản 2011 này đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp phải không quý vị và các bạn? Những chiếc xe này thì bây giờ nói thật với quý vị bạn, phải đam mê thì mới dám bỏ tiền ra để mua những chiếc xe này, vì giá thành của nó rất là đắt. Đắt từ ngày xưa rồi, ngày xưa là nó hơn 60.000 đô cơ. Ngày xưa là mua chiếc xe này là hơn 60.000 đô, tính ra là hơn tỷ đồng rồi. Cho nên là bây giờ là giá thành của nó cũng không thấp đâu ạ. Và đặc biệt là những chiếc xe mà nó còn mới như thế này thì giá của nó không hề rẻ một tí nào. Đây, thưa với quý vị bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Phiên bản Toyota Camry, phiên bản LE. Từ những cái chữ, những cái logo, tất cả những cái phần mạ chrome còn rất là mới, rất là sáng. Phần cốp xe này là cái phần này cũng còn rất là đẹp đây. Thưa với quý vị bạn, chủ xe cũng không hay để đồ, cho nên nó còn rất là mới. Và cái phần lốp sơ cua cũng như cái phần phụ tùng của chiếc xe này, tôi mở ra cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Chưa dùng đến luôn ạ, lốp sơ cua chưa hạ. Kích, phụ tùng, tay quay các thứ còn nguyên hết ạ. Chưa dùng đến một tí nào, còn rất là mới, rất là đẹp, đúng nguyên bản của nhà sản xuất ạ. Phải nói là hiếm có trên thị trường mới có chiếc xe mà nó còn được đẹp như thế này đấy ạ. Đây là cái táp bi cửa phía sau, bên phụ đấy ạ. Phần da, phần nhựa này cũng còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Bậc cửa đây, bước vào cái bậc cửa thì quý vị và các bạn cũng thấy luôn được. Phải giữ gìn, phải đi ít thì nó mới được đẹp như thế này. Chứ còn nếu đi nhiều thì cái bậc cửa nó cũng xước sát cơ. Nếu như nhìn qua về một số cái chi tiết thì là quý vị các bạn có khi lại cho rằng là anh em thợ về làm lại rồi. Nhưng thưa với quý vị các bạn, không làm lại nó đẹp được như thế này đâu ạ. Bao nhiêu tiền vào cũng không thể làm lại được như thế này đâu. Chỉ có mua thêm và phải thay thêm thôi ạ. Mà nếu như mà phải mua mà phải thay thì làm sao đủ tiền để bán chiếc xe này ạ. Rất là đẹp luôn. Đẹp từng chi tiết ạ, không một lỗi nhỏ luôn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE 2011 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Quý vị và bạn có thể kết bạn Zalo luôn cái số 0905 608 883 này, chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp trên Zalo cho quý vị và các bạn ạ. Hoặc quý vị và các bạn có ý kiến thì quý vị và các bạn hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị và các bạn bằng cách nhắn tin Zalo hoặc gọi trực tiếp vào số hotline. Hoặc một cách nữa là quý vị và các bạn có thể comment để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video. Đây là cái phần ghế bên phụ, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi rất là ít cho nên nó mới được đẹp như thế này. Từ những cái phần lót sàn da, đây là cái phần lót sàn da ở bên dưới đây, nó rất là sạch sẽ. Rất là sạch sẽ và còn rất là mới ạ. Phải nói là chủ xe cực kỳ kỹ tính và cẩn thận thì mới giữ gìn được chiếc xe nó đẹp như thế này đấy. Rất nhiều người cho rằng là và thắc mắc tại sao là sau 9 năm sử dụng mà chiếc xe nó đẹp như thế này. Thưa với quý vị các bạn rằng nó tùy từng người sử dụng ạ. Và có những người người ta mua người ta không đi mấy. Một năm có khi hoặc một tháng người ta mới chỉ đi, một tháng người ta chỉ đi có vài lần thôi, sau đó lại để trong gara. Có những người cẩn thận còn phủ bạt trong gara cơ. Cho nên là những chiếc xe mà mua về nó còn đẹp như thế này thì trên thị trường nó cũng có chứ không phải không có đâu quý vị các bạn nhé. Nhiều người, đây là cái phần chân ga này, chân phanh, quý vị các bạn thấy đấy, nó rất là mới, nó mới đều luôn, tất cả cùng mới luôn đấy. Và cái phần sàn bọc da này, tất cả những cái chi tiết bộ phận nhỏ nhất nó cũng còn mới, rất là đẹp như thế này ạ. Không ai làm nên được nó mới như thế này đâu ạ. Mà nó phải thực sự là mới thì nó mới được như thế ạ. Và đây là cái phần sách hướng dẫn, chủ xe cũng còn giữ nguyên
tất cả những chiếc xe này nó mua như thế nào thì chủ xe để lại nguyên như thế vậy ạ. Đây là cái phần sách hướng dẫn sử dụng đây. Tuy nó toàn tiếng Anh, tiếng Mỹ thôi, nhưng mà không dùng đến ạ, chủ xe không dùng đến và cũng giữ rất là cẩn thận để nguyên bản ạ. Chúng tôi đến nhà mua là chủ xe giao lại cho tôi toàn bộ những cái giấy tờ liên quan về chiếc xe này. Chủ xe mua nó có như thế nào là giao lại nguyên cho tôi như vậy, từ những cái ví da đựng sách hướng dẫn đây ạ. Nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Không thiếu bất kỳ một cái gì hết ạ. Phải nói là cực kỳ hiếm mới có chiếc xe nó còn được nguyên như thế này đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe này. Thưa với quý vị và các bạn, từ đời 2009 trở lên thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry là một chiếc động cơ 2.5 lít. Trước đó là cái động cơ 2.4 thôi. Từ 2009 trở lên thì chiếc xe đã được trang bị là động cơ 2.5. 2009 phải là cuối năm 2009, model của 2010 rồi thì mới được trang bị là động cơ 2.5. Chứ đầu năm 2009 vẫn là động cơ 2.4 thôi, thưa với quý vị và các bạn. Và cái điều đặc biệt nữa là cái động cơ này mới chạy có 37,000 thôi, cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Từ những tất cả những con ốc nó còn đều nguyên bản hết đấy ạ. Từ cái ốc giảm xóc cho đến những cái ốc xương đầu của chiếc xe này nó đều còn nguyên bản hết. Và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn rằng tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra trên thị trường đều nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là những cái ốc chân máy này. Từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên bản và còn zin hết đấy ạ. Cam kết là không tai nạn, không ngập nước và máy móc còn rất là mới luôn. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cần tìm chủ nhân thực sự đam mê. Tại sao tôi nói là thực sự đam mê? Vì thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này nó còn rất là đẹp. Và nó đẹp như thế này thì giá nó không hề rẻ đâu ạ. Chúng tôi đang chào bán với giá là 800 triệu đồng. Cho nên quý vị và các bạn nào thiện chí đến xem xe thì chúng tôi có thể bớt cho quý vị và các bạn 10 triệu, còn 790 triệu đấy ạ. Giá bán là 790 triệu. Thưa với quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Ừ.